Clip này thằng Audio sẽ giới thiệu rất là kỹ con âm ly Victor GS9 này, và cũng thông báo luôn cho anh em là cái bộ anh em vừa nghe xong ấy, nó có giá là 23 triệu 500, 23 triệu 500 nghìn Việt Nam đồng nhé. Gồm có cặp loa này, cặp này và con âm ly này. Cặp loa này thì em sẽ giới thiệu sơ qua thôi, đó là cặp Rethink Mark 1. Rethink là thương hiệu của Mỹ. Đấy, nó có nhiều đời Mark 1, Mark 2, Mark 3. Đấy, thì Mark 1 là sản xuất tại Nhật. Và Retic thương hiệu của Mỹ, nhưng mà những cái dòng loa Retic Mark nó không có con nào sản xuất tại là Mỹ cả. Nó Nhật, Hàn Quốc, hình như nó có cả Đài Loan. Đấy, em nhớ không nhầm. Con này cấu hình nó là bát 40. Một cái trung kèn của nó có 3.000. Họng kèn nó còn hơn hai găng tay của em. Tép nó cũng kèn luôn. Tóm lại là cái dải trung và dải cao nó là kèn hết. Còn đương nhiên giải bát thì không thể làm kèn được, đâm ra nó phải làm nó bát được. Đấy, bát giải trầm thì không thể làm kèn kiểu này được. Đấy, kèn nó chỉ là trung cao thôi. Đấy, và clip này như đã nói với các bác sẽ hướng dẫn chia sẻ kỹ cho các con GS9 này. Đấy, con này thì anh em người dùng ít săn, nhưng mà bởi vì anh em chưa biết nhiều, chứ còn anh em mà thợ thì sẽ săn nhiều. À, con Victor nếu mà hãng Victor thì chắc là chẳng anh em thích. Victor nếu cũng có chăng ấy, có anh em hay chuộng dòng Victor GS 71 hay là 91 để đánh loa Nga S90D. Đấy, chứ ít anh em để ý đến dòng GS9 này, bởi vì bản thân nó cũng không có nhiều. Tuy nhiên hôm nay sẽ giới thiệu con này rất là đặc sắc. Với những cái clip như này ấy, thì cũng muốn chia sẻ với anh em là những con nào hay mà giá nó còn hợp lý. Đấy, thực ra thì anh em chơi nhạc thì làm sao mà biết được con nào nó hay, con nào nó dở. Nếu mà cứ nhìn trong cái đống này thì chắc là các bác chỉ nhìn theo cảm quan thôi. Các bác nhìn con nào nó đẹp thì các bác thích thì các bác mua. Đấy, ví dụ em lia một đoạn này, các bác thích con nào thì ví dụ nhìn hình thức nó hợp với gu của các bác thì các bác mua. Chứ còn bản thân chất tiếng con nào như nào thì các bác không biết. Tuy nhiên em hy vọng là hôm nay sẽ giới thiệu con GS9 này để nhờ anh em mà giả dụ mà có gặp thì không bỏ lỡ cơ hội để sở hữu con này. Con GS9 này thì công suất thì nó cũng vừa phải thôi, công suất tiêu thụ nó 135W. Và nhìn sang cái người anh em đang gây rất là hot trên thị trường, đấy là con 7800 hai la mã của Pioneer, thì con đấy công suất tiêu thụ cũng 155W thôi. Nhưng mà tại sao nó hot? Bởi vì cái giải âm sắc này này nó rất là hay. Nhưng mà so với con này thì chưa là gì đâu. Con này âm sắc nó hay hơn nhiều. Các bác hình dung cái âm sắc nó hay, cái âm ly quan trọng là cái giảm sắc thôi. Chứ còn để mà đánh khỏe thì các bác dùng một cục đẩy này, dùng một cục đẩy hoặc dùng một con âm ly rất là bình thường thôi. Đấy, nó cũng khỏe cực kỳ rồi và nó rẻ hơn nhiều. Còn âm sắc các bác muốn thích thì các bác có thể thêm quai hoặc thêm những con vang, bây giờ nó chỉnh âm sắc nó rất là hay. Đấy, các bác hình dung để. Đấy. Còn con này nhá, em định dành con này thì dòng GS9 này nó mua bản quyền của cái hãng Si này. Hãng Si là chuyên chuyên sản xuất equalizer lọc, hay còn gọi là lọc âm đấy, lọc Si đấy. Hãng này của Mỹ. Tuy nhiên là Victor nhá, hãng Victor là của Nhật. Người ta ấy đặt mua được, tức là người ta mua được bản quyền của giải âm sắc Si này này, của cái hãng Si này, để đưa vào dòng GS thôi nhá. Dòng GS thì người ta mua được thôi, còn dòng S như S71 em vừa nói thì nó vẫn là chỉnh bát tép thông thường, là một cái nút vặn như này thôi. Đó. Ví dụ như đây con này con 41 nhá, thì các bác chỉnh là chỉ vặn tôn này, âm sắc này chỉ là một nút bát, một nút tép. Tuy nhiên cái dòng GS này thì nó được mua cả nguyên một cái hệ chỉnh âm sắc này, nó rất là hay. Các bác nhìn này, là từng tần số mà nó chia ra, và mỗi tần số này nó có cái biên độ chỉnh rất là rộng để anh em tùy chỉnh. Đấy, tức là chỉnh nó biến thiên rất là lớn. Đây này, 40 Hz này, 150 Hz này, đấy là tần số giải bát. Đấy, còn sang 400 Hz nó là trung trầm rồi, 1 kHz nó là trung rồi, 2.4 kHz là trung 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 bình thường đấy, trung cao đấy. Đấy, còn 6 kHz và 15 kHz nó là giải tép, giải trên, giải cao nhất rồi. Và nó chỉnh thành ra là 7 giải. Và dòng GS nhé, các bác quan tâm thì có thể để ý GS5, GS6, GS7
YS8 nó đều là 5 giải, 1, 2, 3, 4, 5. 5 giải này thôi, tức là 5 lúm này thôi. Còn duy nhất có GS9 này và GS20 là có 7 giải. Và tại sao mà cái con này em nó cũng chẳng có cái gì đặc sắc, à nó không 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 phải là đắt tiền. Ví dụ em ghép cả bộ như này, nó đánh được cả cặp loa Retic Bass 40 này nữa. Mà cả bộ cả loa Bass 40 này có 2-3 triệu 500. Và tại sao mà con Omni cỏ này em muốn giới thiệu, bởi vì muốn chia sẻ cho anh em con Omni nó hay. Và tại sao em muốn chia sẻ, mà cái con này em biết rất là nhiều, em va rất là nhiều, va từ cách đây đến mười mấy năm, gần 20 năm em đã va những con dòng như này rồi. Và em va quá hết rồi, em biết chất âm của này rất là hay. Kể cả những con cỏ cỏ như GS5, GS5 nó có cả GS5G đấy. Đấy. Thì chỉ có duy nhất con GS9 và GS20 là nó có 7 giảm sắc, âm sắc là như nhau nhé. Và anh em mà quan tâm con khủng con GS20 ấy, thì nếu mà search ra thì toàn là số 098 369 8857 là hết. Tức là em làm từ thời đấy luôn, cái thời Thắng Audio. Mà nếu mà bác nào mà biết em cách đây khoảng mười mấy năm, là từ thời đấy còn nick là Ruby Thắng đó. Sau này cái YouTube nó phát triển thì bắt đầu mới làm YouTube đấy. Thì cái số điện thoại ở đây đấy, anh em nào có nhu cầu thì có thể điện thoại. Còn với cái con này nhá, nó thêm một cái tính năng nữa mà rất là nhiều anh em, thậm chí những anh em vẫn thích chất tiếng của những cái cục đẩy. Ví dụ như cục đẩy Krat 810 em đang giới thiệu. Đây là cái dòng Krat 810 dày. Dòng này em về được hai con trong lô này. Đây là hàng Mỹ, điện 120V. Đấy, nó là đẩy thôi, đương nhiên nó không có âm sắc. Nhưng mà nhiều anh em thích chất âm của cái dòng đẩy Mỹ này. Đấy. Và tầm tiền của những cái dòng đẩy Mỹ như con Krat 810 24 sò này nó vẫn vừa tiền. Nó trên chục triệu một chút thôi. Đấy, chất âm của nó rất là hay. Đấy, nhưng mà anh em muốn chỉnh âm sắc, mà chỉnh mà chơi công suất của Mỹ mà muốn âm sắc thì con này nó có thể dùng làm dề được. Em nhắc lại là con này dùng làm dề được. Còn muốn làm nó như nào thì đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ vẫn đấu loa ở cái cục đẩy này. Loa thì các bác vẫn đấu cục đẩy, các bác mua thêm con này. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cắm. Hết sức là đơn giản thôi. Đấy. Bây giờ sẽ tắt con này đi không tí nữa. Con này nó có cái cầu U đằng sau. Đấy, em sẽ rút cái cầu này ra. Đây nhá, cầu đang ở vị trí này. Ví dụ bây giờ là em đang cắm máy tính nhá, cắm vào đường, vẫn cắm vào AUX của con này. Nhưng mà bây giờ em sẽ rút cái cầu U này ra. Đấy. Sau bắt đầu em cắm từ đây nhá. Ao nhá. Các bạn nó có dề ao này. Các bạn cắm dề ao này. Đấy, bây giờ các cặp dề ao này các bác sẽ cắm dùng con đẩy. Đấy, như con đẩy này nó là cái chân này, em đã bố trí chân sẵn cho nó này, bố trí sẵn rồi. Đấy, bây giờ như này. Đấy, đẩy xuống đẩy này. Và loa bây giờ các bác sẽ rút loa đây, tại vì ở đây bây giờ mình, tức là cái phần công suất của con này bây giờ mình không dùng nữa, mình dùng âm sắc của nó rồi. Đấy, thì các bác rút cái loa ra, các bác đấu vào loa của cái cục đẩy. Đấy, khi này thì nếu mà bật lên hết ý, thì sẽ như nào. Con này mình tận dụng cái phần công suất khủng của con này, công suất rất khủng của con này. Đấy, và dùng âm sắc của con Victor GS9 này. Đấy, ok như vậy thôi. Đấy, đấu dày rất là đơn giản. Mà để các bác nhìn đít âm ly, các bác chỉ cần nhìn nó có cái cầu U này là các bác biết con này nó có phần dùng làm dề. Có những con nó không có cầu U cũng có thể ấy, thì các bác để ý xem nó có re out và re in không nhé, à main in. Có thể nó ghi là re in hoặc có thể là ghi main in như con này. Thì nó không có cầu U thì nó sẽ có lút gạt. Đấy, thì như thế vẫn làm dề được. Những cái con mà là như thế là những con săn xui nó hay có cái đấy. Nó không cần dùng cầu, nó có lút gạt là các bác gạt cái là nó chuyển. Đấy. Đấy, thì chia sẻ với các bác, bật mí cho các bác xem về cái tính năng của con GS20 này. Còn tiếng của nó rất là hay. Con này về thì nó phải nói là rất là đẹp luôn. Là các bạn nhìn đẹp vào cạnh luôn. Và nhìn cái giải âm sắc này là nhìn thấy yêu ngay được rồi. Đấy. Hy vọng là sau clip này thì sẽ nhiều bác xem sẽ hiểu được cái con GS9 này. Và nếu có gặp con này thì cố gắng sở hữu nó. Tiếng rất là hay. Đó. Tiếng cực kỳ hay luôn. Và có một cái điều nữa là gì? Có một điều nữa là các bác sẽ không bao giờ phải
băn khoăn về cái chuyện phối ghép của con này. Bởi vì con này nhá, các bác có tin là đây là cặp mà Aritic Mark 1 Bass 40 còn chơi được hay như này. Kể cả những cái cặp sạc pin Vega E712, LS12 đằng sau hoặc cặp S92, kể cả Samu, kể cả Sony G7 nhá, các tin nó đánh rất là hay luôn. Còn không phải là đánh mang tính chất mà rầm rầm kiểu như các bác, đây là đánh thưởng thức. Âm sắc con này rất là tuyệt vời đấy. Và anh em sẽ nghe thêm một đoạn nhạc của cái bộ 23.500.000 này tiếp nhé. Các bác để ý cái âm sắc em chỉnh này, nó rất là rõ rệt. Em sẽ chỉnh kiểu hay nhất nhé, hợp gu của tai em nhất này. Bây giờ sẽ thử một cái đoạn nhạc mà em rất hay thử cho các bác để các bác thấy nhá. Tiếng bass cũng rất là hay luôn. Tiếng bass của con này đánh với cặp H40. Em sẽ cho đánh. Các bác không tưởng tượng được chất âm của con này nó đánh cực kỳ hay. Công suất tiêu thụ nó có 135W thôi. Anh em lưu ý nhá. Cơ bản là một cái cấu hình như thế. Cặp loa thì giới thiệu nó quá nhiều rồi. Hôm nay thì cái clip này thì sẽ giới thiệu kỹ về con GS9 này thôi. Còn cặp loa Bass 40 Aritic Mark 1 này thì rất là nhiều những clip em giới thiệu nó rồi. Trung kèn, tép kèn Bass 40. Và cái cấu hình này là có giá 23.500.000. Chất âm thì cực kỳ hay luôn. Em đang chỉnh hiện tại là như thế này. Chia sẻ luôn cho các bác chỉnh hiện tại đang cái chỉnh âm sắc của này như này. Cái tần số là 15kHz em đang chỉnh hết. Tần số 6kHz, 2.4kHz em đang cắt. Cái này gần hết, cái này lên một nấc. Cái này hết sạch. Còn tần số 1kHz là ở giữa, tức là 12 giờ. Tần số 400 và 150 là cắt hết. Đấy. Tần số 40kHz là để ở 1 giờ. Đấy. Lý do thì nó có nhiều lý do.
Nhưng quan trọng nhất là liên quan đến gu gu tai của mình nghe, tức là gu của em nghe dòng này nó thế. Và hai là cái bài nhạc vừa rồi thì để ở cái mức này là nó hay nhất. Còn trường hợp các bác nghe nhạc vàng hoặc nghe nhạc khác thì các bác có thể tùy chỉnh biến thiên. Với con âm ly này nó có rất là nhiều cái biên độ để mình có thể chỉnh được để nó hay. Và thêm một cái nữa đấy là cái bài vừa rồi thì là bài Fly Project của bài Back in My Life của Fly Project. Đấy, em đã có về để test cho các bác. Cái bài này thì anh em là muốn nghe tiếng bass nhiều thì các bác nghe thử cái bài đấy. Và các bác nên các bác bây giờ xem trên YouTube nghe chọn những cái phiên bản nhạc nó hay, nó phối hay thì các bác nghe. Rồi, clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Nhớ subscribe, chia sẻ, like để anh em có nhiều cố gắng để làm những cái clip sau cho nó hữu ích cho các bác.